Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là 3 giờ rưỡi ngày thứ năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023. Dạ, em đang quẹo trái vô đường Trần Rão ở quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Dạ, bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em, chúng ta sẽ đi một vòng từ thành phố Thủ Đức, chúng ta qua bên cầu Phú Mỹ về quận 7. Dạ, đầu video clip xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm thấy vui vẻ và thư giãn khi xem các video clip của đường phố Sài Gòn. Dạ, hôm nay thì em tiếp tục có một chuyến đi về quận 7. Dạ, hôm nay em cũng đi gặp gỡ một người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao ở sân vận động bóng đá quận 7. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển. Ồ, đây có mấy cái cuộn dây điện bự quá nè cô chú anh chị. Bên trái nè, đường Trần Não này người ta đang làm điện ngầm nên nó có những cái cuộn dây điện khá là bự. Ôi mấy anh này chạy kinh thế. Rồi, chúng ta sẽ đi về hướng cầu Phú Mỹ cô chú anh chị. Chúng ta đi về cầu Phú Mỹ xong rồi đi về đường Huỳnh Tấn Phát. Dạ, bây giờ là 3 giờ rưỡi thì hồi nãy trời nó nắng, bây giờ nó bớt nắng rồi, có dấu hiệu là chuyển mưa, thì em không biết là nó có mưa hay không. Dạ, hôm nay thì chúng ta di chuyển trên ô tô nên nếu có mưa thì cũng không sao, đừng có mưa lớn quá là được. Mưa lớn quá đường ngập khó đi. Bên quận 7 khu Huỳnh Tấn Phát đường cũng rất là dễ ngập của chú chị. Dạ, ở đây tiếp tục có những cái cuộn dây điện rất là bự. Bên trái này của chú chị, dây điện này em thấy có ghi là hiệu LS. LS là công ty cáp điện rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Công ty LS này em nhớ không lầm là của ông Bầu Tú. Bầu Tú là một mạnh thường quân tài trợ cho bóng đá futsal, bóng đá trong nhà đó các anh chị, rất là lâu năm rồi. Ông có hai câu lạc bộ bóng đá, đó là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam, thường xuyên nằm trong top đầu của các câu lạc bộ bóng đá ở Việt Nam. Và hiện nay thì phong trào bóng đá futsal của Việt Nam cũng rất là phát triển. Đội tuyển Việt Nam bóng đá futsal đã từng lọt vào vòng chung kết World Cup giải futsal thế giới. Và cũng có nhiều thành tích ở khu vực châu Á. 200m nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ hai và vào đường Trần Não. Dạ, em đang đi theo định vị tại vì nó có một cái tuyến đường nó chỉ mình đi về phía cầu Phú Mỹ. Đường tắt ở trong cái khu hành chính của thành phố Thủ Đức. Dạ, nói chung buổi chiều thì xe cộ cũng đông lắm các anh chị, nên mình đi cũng phải cẩn thận một chút. Chiều đông lắm, xe người ta đi làm về đông. Sáng nay em mới đi Biên Hòa rồi nhưng mà công việc lu bu quá không có quay phim được. Dạ, tập trung xử lý công việc. Đây là đường Trần Não, nó sẽ nối ra ngoài đường Mai Chí Thọ. Để xem coi từ đây mình chạy qua bên quận 7 khoảng bao nhiêu phút. Theo em đoán thì nó cũng lâu ấy, chứ không có nhanh đâu. Nếu mà đường đi dài quá, lâu quá thì em sẽ cắt ra, cắt ra hai đoạn video clip. Còn nếu mà ngắn
thì chúng ta chỉ để một đoạn video clip thôi, để dài quá thì cô chú chị xem nó cũng mất thời gian. Vì khi xem không được hết video clip, mình xem khoảng mười mấy 20 phút là mình cảm thấy chán rồi, nếu mà nội dung nó cũng không quá hay. Và chúng ta đi ra khu này là khu Sala, do công ty Đại Quang Minh của Thaco làm chủ đầu tư. Đây chúng ta quẹo trái ở đây. Ở đây nó sẽ có một cái đèn xanh đèn đỏ. Dừng khá là lâu. Ồ, đang đèn xanh luôn. Nhưng mà thường thường mình lên là không kịp, mình lên là nó rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ. Nó sẽ đỏ rồi. Rồi, dừng đèn đỏ có chứ chưa? Dừng đèn đỏ. Trời ơi, 97 giây. Quá trời rồi. Quá trời. Đèn đỏ quá lâu, 97 giây cô chú anh chị. Tại vì cái đoạn đường Mai Chí Thọ là đường chính, đường lớn, nhiều xe cộ qua lại. Nên mình từ đường Trường Não này mình chạy ra thì nó chỉ là cái đường nhánh thôi. Nên bắt buộc là chờ rất là lâu. Từ đây qua đến sân bóng đá quận 7 nó khoảng 16-17 km. Nãy giờ thì em chạy được 3-4 cây số rồi, bây giờ còn 13 km. Từ cái vị trí này giờ 3 giờ rưỡi mà trời nó âm u quá ha, không có nắng. Mình thấy cái màn hình nó tối nè, em thấy màn hình nó tối nè. Không có nắng nên quay phim nó không có đẹp của chính chị. Còn 34, 33 giây. Ở đây nó có cái đèn quẹo trái ngay chỗ kia cũng dễ hiểu lầm lắm. Mình đứng ở đây mình nhìn thẳng qua kia có cái đèn màu xanh đó cô chú anh chị. Nhưng mà thực ra đèn đó là không phải đèn của mình. Đèn đó là đèn ở phía bên Mai Chí Thọ người ta quẹo trái, người ta quay đầu á. Thì người ta sẽ đi theo cái đèn đó. Nên ai không biết mà thấy cái đèn này nó chưa có xanh mà đèn nó xanh mà đi á là cũng dễ bị lầm lắm. Mai Chí Thọ thêm 1 km dưới nữa. Rồi, Mai Chí Thọ rộng mênh mông. Mình lên đây mình sẽ quẹo phải vô đảo Kim Cương. Vô đảo Kim Cương mình đi tắt ra cầu Phú Mỹ. Cái đường này em cũng chưa đi bao giờ hết. Để hôm nay em đi cho mọi người xem coi nó đi được không. Có nghĩa là mình né cái vòng xoay Mỹ Thủy luôn. Mình sẽ đi cái đường bên trong để xem coi nó ra được cầu Phú Mỹ không. Hy vọng là sẽ đi được một cách trơn tru thoải mái. Đây đường Mai Chí Thọ nè cô chú chị. Một mình một xe luôn. Tại vì mình mới quẹo từ đèn xanh đèn đỏ ra, còn các xe kia thì đang vướng cái đèn xanh đèn đỏ phía sau lưng. Nên bây giờ là mình chạy một mình một xe luôn, rất là rộng. Rồi đến đây quẹo chưa? Quẹo thì tấp vô, đi lên bên phải để vô đảo Kim Cương. Đường này đường mới nha cô chú anh chị, em đi thử cái nó lên cầu Phú Mỹ được không? Chia sẻ cho cô chú anh chị biết là có đi được hay không. Đến đây mọi người muốn quẹo phải vô đảo Kim Cương là mọi người phải đi cái len trong cùng bên phải này nha. Chứ đi ở ngoài là không có quẹo phải được. Đó, đến đây nè. Đi lên trong cùng là để dừng
đợi, quẹo phải. Rồi dừng đợi 44 giây. Cấm xe 3 tiếng rưỡi quẹo phải. Cấm xe tải đó các anh chị. Cấm xe tải 3 tiếng rưỡi á. Rồi 33 giây. Tiếp tục chờ đợi các anh chị ơi. Hôm nay mình đi một con đường mới để đi qua khu đi về hướng đông bắc, cầu Phú đường Mỹ. Mai Chí Thọ, sau đó rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ. Gì vậy? Chỉ tầm bậy vậy. Cái Google Maps nó chỉ bậy của chính chị, nó chỉ quay đầu tùm lum. Trời mà tối tối là chúng ta phải mở đèn của chính chị, tại vì nó chuyển mưa nè. Rồi quẹo phải 28 giây, rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ. Đó, nó chỉ mình rẽ trái nhưng mà mình quẹo phải vào Trần Quý Kiên. Google Maps là nhiều khi nó cũng chỉ lung tung lắm nên cô chú anh chị đi phải để ý nha. Mình thấy mà nó nghi nghi là mình phải coi lại. Nhiều khi nó chỉ mình vô cái đường mà đường nó nhỏ xíu, đường nó rất là xấu, xe qua không được, mình bị kẹt trong đó luôn. Nhất là về quê miền Tây rồi mấy cái đường ruộng đó cô chú anh chị. Ca này chị chậm thế. Đây là đảo Kim Cương. Bên trái của chúng ta là những căn chung cư được coi là cao cấp. Bên phải là sông Sài Gòn. Bờ sông rất rộng, rất đẹp, rất mát mẻ. Bây giờ xu hướng người ta mua những căn biệt thự ven sông, xong rồi là một cái bến du thuyền, mua một chiếc du thuyền về để đó, rồi lễ lộc hoặc là có bắn pháo bông rồi đó là lấy ra ra giữa sông Sài Gòn khui rượu ra uống, rồi lấy đồ ăn ra ăn, rồi coi bắn pháo bông. 300m nữa, tiếp tục đi thẳng qua hashtag cà phê Thành Mỹ Lợi vào Trần Quý Kiên. Chỉ mình đi đâu rồi trời? Chỉ đi đúng nha cha. Rất là tin tưởng luôn á nha. Rồi đi thẳng luôn cô chú anh chị. Tiếp tục đi thẳng qua hashtag cà phê Thành Mỹ Lợi vào Trần Quý Kiên. Chỉ mình đi về cầu Phú Mỹ mà về cơ bản mình đi dọc cái bờ sông này là mình lên cầu Phú Mỹ là cũng hợp lý rồi đó cô chú anh chị. 600m nữa, rẽ phải vào đường số 103 TML. Qua sau quẹo phải. Đây là đường ven bờ sông Sài Gòn. Ở đây hình như là có nhà của kiều nữ Lý Nhã Kỳ đó cô chú anh chị. Lý Nhã Kỳ như nhà ở đây. Những căn biệt thự. Phía bên tay trái nó có mấy căn biệt thự nè cô chú anh chị. Rồi quẹo trái ở đây, hết đường rồi. Hết đường. Rẽ phải vào đường số 103 TML. Rồi mà phải luôn. Chỉ đi đâu đi đó luôn. Đi tiếp 2km nữa. Thẳng đường này hoài nó chỉ mình đi ra cái đường để đi lên cầu Phú Mỹ á cô chú anh chị. Để em đi coi có bị lạc không ha. Clip này mình làm dài dài xíu đi, mình quay cái đoạn đường từ đây qua cầu Phú Mỹ cho cô chú anh chị xem. Hai km nữa. Ồ, đây có mấy cái nhà ven sông rồi cô chú anh chị, nhà hàng. Ở đây đất còn rất là rộng.
Em nghĩ Đức bên này chắc từ 250 đến 300 triệu một mét vuông. Tại vì bên khu An Phú An Khánh là bây giờ nó đã là 200 triệu một mét vuông rồi. Thì cái đất này nó phải cao hơn. Ồ, cái nhà này đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Rồi, đường bắt đầu nhỏ rồi. Không biết có cho xe ô tô vào không. Đấy, cấm xe tải 2,5 tấn. Xe con thì đi được. Đây là con đường mới, nó sẽ song song với con đường Đồng Văn Cống để đi lên cầu Phú Mỹ. Không biết ra đây thì nó còn vướng cái trạm thu phí hay không thì em chưa biết. Nhưng mà nó sẽ giúp mình đi gần hơn một chút xíu. Nó né được cái vòng xoay Mỹ Thủy. Vòng xoay đó xe cũng khá là đông. Phường Thạnh Mỹ Lợi, khu phố 4. Đây là phường Thạnh Mỹ Lợi, khu phố 4. Hình như hồi xưa là em, lúc em về quê em làm đám cưới ở Nhân Trạch thì cũng có đi tắt một cái đoạn để lên cầu Phú Mỹ. Trước mặt chúng ta là cầu Phú Mỹ rồi cô chị. Ở đây là mình thấy cầu Phú Mỹ rồi đó, mà không biết có ra được cái chân cầu hay không. Chúng ta tin tưởng Google Maps. Con đường rất là mới. Nó cũng gần ngay đây thôi, kế bên nhà mình thôi, ở quận 2 thôi, nhưng mà chưa đi bao giờ. Rồi xong vướng xe này luôn. Xe này không biết mấy tấn đây. Đây cấm 2,5 tấn mà sao xe này vô ta. Rồi chỉ đường hay quá. Cấm xe hơi luôn. Cấm xe hơi rồi. Chỉ đường sai rồi chị ơi. Thôi em đi ra. Ôi chỉ đường sai rồi. Đi ra, chỉ đường sai rồi. Bạn cấm ô tô rồi. Thôi đi ra lại coi chứ chơi. Lầm rồi, sai lầm rồi. Đó, cô chú chị thấy không? Đi theo Google Maps là chết. Sai bét rồi. Sai rồi. Chúng ta đã bị lừa. Vô đúng cái chỗ cấm xe hơi. Thôi đi ra ngoài lại cô chú chị ơi. Chúng ta đã sai rồi. Sai lầm của chúng ta là đi theo Google Maps ở cái đoạn này. Rồi đi ra coi đó. Vậy là mình cũng phải đi ra ngoài Đồng Văn Cống thôi. Bây giờ mình không tin Google Maps nữa, mà mình phải đi ra đường Đồng Văn Cống để đi lên cầu Phú Mỹ. Trong đây phường Thạnh Mỹ Lợi nó như là khu đồng quê vậy các chị. Có nhiều cây dừa nè, rồi nhiều ao hồ ruộng. Ồ, tính ra khu này mà quy hoạch sâu vào đây là cũng ngon. Chắc chắn sau này sẽ có một đại gia bất động sản quy hoạch sâu vào khu này. Đất còn rất là rộng, nhưng mà hiện nay bất động sản đang đóng băng. Thì cái tương lai đó là một tương lai rất là dài. Sau đó rẽ trái. Thôi.
rẽ trái về hướng đường số 103 TML. Thôi, không tin nữa, không tin nữa. Không tin Google Maps nữa. Đi ra. Dạ rồi, mình đã bị Google Maps đánh lừa ngay chỗ này rồi cô chú chị. Em sẽ ra lại đường Đậu Văn Cống. Đó, cô chú chị rút kinh nghiệm nha, đừng có tin quá vào cái Google Maps. Bây giờ em phải dừng lại để em định vị lại cái đường để đi ra ngoài Đậu Văn Cống à. Dạ. Dạ, kính chào cô chú chị và các bạn. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều. Xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe, bình an, gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, bây giờ em phải định vị lại để em đi về cái đường Đồng Văn Cống. Cái nhà này đẹp quá. Dạ, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Cô chú chị và các bạn yêu thương bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào. Bây giờ em sẽ lên cầu Phú Mỹ rồi em sẽ tiếp tục quay phim cho cô chú chị xem. Chứ chỗ này là mình bị lạc rồi, bị nó đánh lừa rồi. Giờ em xin kết thúc video clip ở đây ạ.